Ngày xưa anh làm ra bonsai, làm ra bán không có nhiều tiền, không có tiền, lỗ. Cây ăn trái bán giá nó không có cao. Để quan giả gì làm đang cho nó nhẹ công, nó tính mình bán cái giá thị trường nó rẻ lại xuống thì khách hàng mua dễ mua chơi hơn. Tại vì mình sửa cây đó ra mình bán 4 triệu. Bây giờ mình không sửa mình bán 2 triệu rưỡi, 2 triệu. Vừa túi tiền người ta chơi cũng tiện. Bây giờ anh không có sửa nữa. Anh làm anh để quan giả là nhiều.